Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trinh. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nội thất đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thiết kế nội thất đẹp là một phần rất quan trọng giúp tạo sự thiện cảm với khách hàng cũng như mang đến sự khác biệt so với những studio khác. Với một cửa hàng thì một số món đồ nội thất chính như kệ, mẫu tủ váy, gương soi, đồng thời các khu vực dùng để đón khách, tư vấn hay trang điểm. Khu thử đồ cũng cần được chú trọng trong việc lựa chọn bàn ghế, đồ trang trí. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn tiệm áo cưới kết hợp nhà ở theo phong cách nội thất tân cổ điển được Kisato thiết kế cho gia đình anh Đỗ Phước Việt tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu những ai đang có mảnh đất tương tự và muốn kinh doanh kết hợp để ở như của gia đình anh Việt, hãy xem và tham khảo dưới đây. Mẫu nhà ống đẹp với chiều ngang là 4,8m và chiều sâu công trình là 20,4m. Mẫu nhà được xây dựng với quy mô 2 tầng 1 tum theo phong cách tân cổ điển đẹp lộng lẫy. Với thiết kế vừa làm nhà ở, vừa làm tiệm áo cưới, công trình đẹp bắt mắt thu hút bao ánh nhìn cho người đi đường. Phòng khách trong mẫu nội thất tân cổ điển này lấy gam màu trắng sứ làm chủ đạo, kết hợp hệ thống đèn LED và trần thạch cao mang lại không gian vô cùng sáng. Điều này giúp cho việc kinh doanh cũng như nhu cầu sinh hoạt được thuận tiện hơn. Bộ salon da nâu nhạt cao cấp với kiểu dáng cách điệu nhẹ nhàng cùng chiếc bàn kim loại mặt đá đẹp sang trọng nổi bật giữa không gian phòng khách. Đây chính là nơi đón tiếp những vị khách thượng đế đến với studio. Vì thế, ngoài bộ salon da, kiến trúc sư còn đặt bộ bàn quay màu trắng tiếp khách và bộ máy tính để làm hồ sơ đơn hàng cho khách. Ngoài ra, tại vị trí phòng khách, các kiến trúc sư còn thiết kế thêm không gian trang điểm cô dâu với hệ 3 ghế, 3 gương cùng dãy tủ đồ gỗ màu trắng. Tất cả cũng được thiết kế theo mẫu nội thất tân cổ điển. Khu vực make-up cho khách được bố trí gọn về một góc, có hướng một phần ra mặt tiền trước và liên kết với khu vực tiếp khách và mặt tiền trưng bày. Bàn phấn được sử dụng theo kiểu bàn dài chạy hình chữ nhật, có tích hợp ngăn kéo, ghế trụ chân inox có thể xoay chuyển dụng để phục vụ cho công việc được bố trí khoa học và có khoảng cách vừa phải. Sử dụng gương tròn, thạch cao ốp, tường sơn trắng và đường gờ trắng mang lại sự thoáng đãng và rộng rãi khi phục vụ khách hàng. Hệ thống đèn dây chiếu rọi và đèn treo tường sẽ giúp cân chỉnh ánh sáng đèn điện cùng với ánh sáng tự nhiên một cách hài hòa, giúp quan sát chi tiết và tỉ mỉ hơn trong quá trình hoàn thiện make up cho khách. Cây xanh cũng được áp dụng trong mẫu nội thất tân cổ điển, giúp không gian được thanh lọc, tinh khiết. Cây xanh cũng có công dụng lớn trong phong thủy ngôi nhà. Hệ thống mặt sàn gỗ nâu chạy thẳng xuyên suốt, từ trong ra ngoài khá thông thoáng và rộng rãi. Thay vì sử dụng gạch lát sàn, kiến trúc sư sử dụng sàn nhựa già gỗ, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ đồng bộ và khoa học với không gian chung của xe zoom. Tông màu chủ đạo của xe zoom chính là tông màu trắng, do đó sự xuất hiện của những tông nâu của sàn, của chân bàn, hệ thống khung giá đỡ rèm và giá treo váy cưới đều sử dụng inox mạ đồng sẽ giúp hiệu ứng thẩm mỹ chung hài hòa và đẹp mắt hơn. Hệ thống khung xương inox mạ đồng kết hợp với những mảng gỗ ép màu trắng pha thêm tông hồng cùng với ánh đèn huyền ảo mang lại sự lung linh và lãng mạn, rất thích hợp cho những mẫu thiết kế xe zoom chuyên về váy cưới. Không gian trưng bày váy cưới được ví như một cung điện bí mật của cô công chúa, chạy thẳng từ khu trưng bày trước mặt tiền, chạy thẳng vào trong, tạo nên một sự hoàn hảo về hiệu ứng thị giác. Khu trưng bày váy cưới và khu thử đồ được thiết kế liền kề và song song chạy thẳng hai bên. Các ô tủ được ngăn chia một cách khoa học và thông minh. Sử dụng khung tủ không sử dụng kính và cánh, tạo khoảng cách mở để những chiếc váy trắng bồng bềnh có thể tỏa hương và khoe sắc. Đèn chiếu dạng khung dây được lắp đặt khoa học từ chân chiếu thẳng xuống sàn, cùng với đèn trang trí rọi chiếu vào tủ trưng bày ở khu vực váy cưới sẽ giúp không gian này vừa thể hiện được những nét đẹp lung linh huyền ảo của thế giới váy cưới. Mặt khác, khách hàng có thể quan sát kỹ những chiếc váy mình chọn và hiệu ứng thẩm mỹ huyền ảo vẫn đảm bảo.
công năng sử dụng phải đi liền với thẩm mỹ, đặc biệt với khu vực nhà bếp, nơi đóng vai trò quan trọng, nơi hâm nóng tình cảm gia đình thông qua những bữa cơm thân mật. Không gian nội thất phòng bếp ăn được bố trí với gam màu trắng chủ đạo, góp phần tạo làm tăng thêm vẻ đẹp hiện đại của mẫu thiết kế. Trần nhà được thiết kế thạch cao điểm xuyến hệ đèn LED, cấp sáng cho không gian thêm ấm cúng. Không những vậy, tận dụng gam màu làm nổi bật chất liệu gỗ tông trầm, biến hóa khu vực phòng bếp ăn trở nên sang trọng và ấn tượng. Bề mặt bàn ăn là một tấm gỗ lớn, sang trọng, kết hợp hàng ghế đơn lót đệm lại càng thể hiện sự thời thượng trong không gian nội thất. Điều đó cũng mang đến sự thoải mái cho gia chủ sử dụng. Khác với những phòng công năng khác, phòng ngủ đóng vai trò là không gian riêng tư của từng cá nhân. Nơi để ta nghỉ ngơi, thư giãn, nơi để ta tạm gác lại những âu lo sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi trong cuộc sống. Chính vì thế, việc thiết kế nội thất phòng ngủ sao cho khoa học, hợp lý là điều vô cùng quan trọng. Màu nền trắng chủ đạo làm nổi bật trong gam màu trung tính nội thất, mang lại cảm giác thư thái cho người sở hữu. Đồng thời, gam màu còn tạo nên một không gian sống sang trọng, vô cùng quý phái. Thậm chí nó còn thể hiện sự thân thiện và gần gũi, dễ thu hút năng lượng, tạo tinh thần khoan khoái. Đối diện giường ngủ là tủ quần áo với ô tủ trống để bố trí tivi. Tủ có kích thước lớn tạo ra nhiều không gian chứa đồ cho gia chủ. Bề mặt tủ được chạm các đường kẻ lõm cùng điểm nhấn tay nắm tủ màu đen, thể hiện sự tinh tế và thẩm mỹ cho không gian. Cửa kính lớn có thể mang lại ánh sáng và gió tự nhiên cho căn phòng. Đồng thời, phòng ngủ nhờ hệ thống rèm kéo có thể điều chỉnh lượng ánh sáng vừa đủ. Bức tranh trang trí dưới sự tác động của ánh sáng tạo điểm nhấn, nâng tầm đẳng cấp và tinh tế cho không gian phòng ngủ. Tại đây, kiến trúc sư sử dụng sàn gỗ gam màu trung tính với các đường vân gỗ độc đáo. Gam màu nâu có tác dụng làm không gian trở nên ấm cúng và đặc biệt làm nổi bật toàn bộ bố cục của nội thất màu trắng. Chất lượng giấc ngủ bao giờ cũng được đánh giá rất cao mà còn đặc biệt quan trọng với các mầm non bé nhỏ. Khi bước vào căn phòng này, bạn sẽ cảm thấy hương vị cổ tích đang vương vấn ở đâu đó với những màu sắc rực rỡ, bắt mắt, với những hình ngộ nghĩnh đáng yêu. Dựa trên những đặc điểm về sở thích của trẻ con mà các kiến trúc sư đã lên ý tưởng thiết kế một cách phù hợp nhất, chiếc giường ngủ được làm từ gỗ sồi, bọc nệm da với gam màu xanh khỏe khoắn. Phòng ngủ được bố trí đầy đủ hệ tủ, bàn học làm từ gỗ để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các thành viên nhí. Mẫu nội thất phòng tắm, vệ sinh được ốp đá kịch trần giúp không gian trở nên mát mẻ, sạch sẽ. Đồng thời, những họa tiết trên nền gạch còn tạo cảm giác thông thoáng, loại bỏ sự bí bách ở khu vực với diện tích không quá lớn này. Nội thất phòng tắm được bố trí tiện nghi, đầy đủ với các chức năng đủ có trong không gian này. Phòng tắm kính ngăn cách riêng biệt vừa mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ lại tiện nghi, đồng thời thể hiện sự gọn gàng, sạch sẽ. Việc sắp xếp không quá cầu kỳ, thiết kế vô cùng đơn giản, sử dụng chủ yếu các vận dụng hiện đại được nhập khẩu, tường được ốp lát gạch đem đến cái nhìn ngăn nắp và tinh tế. Lavabo phòng vệ sinh được thiết kế âm bàn liên kết với tủ chứa đồ với kích thước phù hợp với diện tích tạo nên bố cục thuận tiện trong sinh hoạt. Mặt tủ ốp đá đen vân mây vừa tạo sự độc đáo vừa để dễ dàng vệ sinh. Ở mẫu thiết kế nội thất phòng tắm nhỏ đẹp này, chúng tôi sử dụng đá lát sàn, lát tường màu trắng vệt loang vàng mờ. Ánh sáng sử dụng là hai loại ánh sáng trắng cho hầu như toàn bộ không gian phòng tắm, nhà vệ sinh, điểm nhỏ ánh sáng vàng tại khu vực bồn rửa mặt. Chiếc gương bầu dục phòng tắm chính là một điểm nhấn đầy sức mê mị cho cả không gian nhà tắm. Vừa rồi là mẫu nội thất đẹp của gia đình anh Việt. Nếu các bạn thấy mẫu nội thất này đẹp, hãy nhấn like, share và bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn vào đường link bên trên để nhận thêm được những phần quà hấp dẫn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội.
Văn phòng Kisato Ninh Bình, Văn phòng Kisato Đà Nẵng, Văn phòng Kisato Thanh Hóa, Văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.